Xin chào các À, xin bạn. chào Hôm nay thì mình sẽ có một cái bài tập nhỏ về element 3D. Thì trong bài tập hôm nay thì mình sẽ tạo một cái vật thể, đó là cái ly thủy tinh ha, ly rượu thủy tinh. Thì mình sẽ áp dụng vật liệu cho cái ly thủy tinh và sau đó ghép nó vào trong một cái background. Thì bài này cũng để giải đáp thắc mắc của một số bạn về cái việc chúng ta áp dụng cái vật liệu thủy tinh vào trong element 3D. Rồi thì tất cả các file project cũng như là các cái plugin mình sử dụng thì mình đều cung cấp cái đường link download ở trong cái phần description của video ha, thì các bạn có thể vào để download. Rồi, đầu tiên thì vào trong After Effects mình sẽ tạo một cái composition. Sau đó thì trong cái composition này mình sẽ import vào một cái hình background. Mình sẽ đưa cái hình background đó vào trong cái scene của mình. Được chưa? Tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo một cái solid để mình áp dụng element 3D vào. Và mình sẽ vào phần effect video copilot element. Mình sẽ vào scene setup của element. Trong đây thì mình sẽ import cái model cái ly của mình vào ha. Thì đây là mình có sẵn cái model cái ly. Mình sẽ check vào cái ô là normalize size để mà biến cái kích thước nó trở lại bình thường. Sau đó thì mình sẽ đặt cái ly này lên trên, mình sẽ kéo cái ly này lên trên cái mặt phẳng, cái mặt đất của element 3D, được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tùy chỉnh một chút về cái material của cái ly này. Thì đầu tiên là mình sẽ chỉnh cái màu của cái ly trở thành màu trắng, được chưa? Ở trong phần diffuse. Sau đó thì mình sẽ tăng cái reflectivity, tại vì ly thủy tinh thì nó sẽ reflect lại cái không gian khá là nhiều, mình sẽ tăng nó lên khoảng tầm 90 và 80 ha. Và ở trong phần reflection thì các bạn biết là reflection nó là cái khúc xạ, thì khi mà chúng ta nhìn qua thủy tinh mình sẽ thấy là cái những cái hình ảnh phía sau cái ly á, nó sẽ bị biến dạng, cái đó gọi là cái tính khúc xạ ha. Đấy, thế thì với cái reflection này mình cũng sẽ tăng cái intensity lên, được chưa? Rồi, tiếp theo nữa thì về cái glossiness mình sẽ tăng nó lên để chúng ta thấy cái hiệu quả của cái reflection hơn. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ áp dụng một cái environment vào để chúng ta quan sát cho nó dễ hơn. Được chưa? Rồi, thì đây là cái environment của chúng ta và đây là cái vật liệu, cái ly của chúng ta ha. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta tăng cái glossiness lên thì cái reflection chúng ta nó sẽ sắc nét hơn. Và với cái reflection là cái khúc xạ thì các bạn thấy là nó cũng sẽ giúp làm cho cái hình ảnh đi qua cái ly nó sẽ bị biến dạng. Mình có thể tăng cái distortion lên một chút, khoảng tầm 3 ha. Được chưa? Các bạn thấy là cái hình ảnh phản xạ nó sẽ bị biến dạng, tại vì đó là cái tính chất của khúc xạ. Rồi, bây giờ thì cái ly chúng ta tuy là nó đã có cái tính phản xạ nhưng mà nó chưa có cái độ trong suốt, thì ở đây thì trong Element 3D nó hỗ trợ chúng ta thực hiện tùy chỉnh cái opacity ở cái mục Advanced. Chúng ta xuống đây và chúng ta sẽ chỉnh cái Fog Opacity thì mình sẽ giảm nó xuống khoảng tầm 70, chưa? Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái ly của chúng ta là có cái độ trong suốt, được chưa? Rồi, sau khi chúng ta tùy chỉnh xong những cái thông số này thì tiếp theo thì chúng ta sẽ mình sẽ tạo thêm một cái mặt phẳng, cái tấm plane. Tấm plane này nó sẽ nằm ngay phía dưới cái ly của chúng ta và mình sẽ tăng cái kích thước của nó lên, được chưa?
Và với cái mặt phẳng này mình sẽ dùng mình sẽ vào phần material của cái mặt phẳng cái tấm plane này và mình sẽ cho nó một cái texture dạng grid để mà chúng ta có thể canh chỉnh cái perspective của cái cảnh quay của chúng ta. Ở đây mình đã có sẵn một cái texture grid, được chưa? Cái texture dạng lưới. Mình sẽ xuống phần Fog Opacity của cái tấm plane này và mình sẽ giảm cái opacity của nó xuống khoảng tầm 50 luôn để chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái background khi mà chúng ta phối hợp cái ly vào cái cảnh quay. Thì sau khi xong những cái vấn đề này chúng ta sẽ bấm OK. Thì các bạn sẽ thấy là cái ly chúng ta đã được đưa vào trong cảnh quay của chúng ta, bối cảnh của chúng ta ha. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ vào trong cái plugin element, mình sẽ vào phần group 1 và chúng ta sẽ create cái group null. Được chưa? Và với cái group null này thì chúng ta sẽ bắt đầu rotate cái group null này để chúng ta canh chỉnh cái perspective ha của cái element 3D của chúng ta với cái bối cảnh của mình. Được chưa? Thì mình sẽ bắt đầu dịch chuyển rotate các cái trục các cái trục của cái scene chúng ta, được chưa? Đây mình sẽ scale nhỏ cái ly lại một chút. Rồi sau khi mà chúng ta đã chỉnh xong mình sẽ di chuyển thêm một chút để cho nó khớp hơn với cái trục với cái perspective của cảnh quay và sau đó thì sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại cái scene setup của Element. Và sau khi chúng ta không cần cái tấm plane này nữa thì chúng ta có thể tắt cái tấm plane này đi, được chưa? Rồi và như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã có cái ly nó nằm trên cái bàn và phù hợp với cái perspective của cái bàn ha. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể tùy chỉnh thêm một chút về cái ánh sáng của cái vật thể 3D của chúng ta. Chúng ta sẽ vào phần render setting Physical Environment. Ở đây thì mình sẽ tăng cái độ sáng của cái Physical Environment lên. Được chưa? Chúng ta cũng có thể xuống phần Lighting. Chúng ta add một cái đèn vào. Và chúng ta sẽ rotate cái vị trí của cái đèn theo cái hướng mà chúng ta muốn, được chưa? Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái đèn thực sự ở trong scene 3D của chúng ta cũng được ha. Thì ở đây thì mình sẽ tạo thêm một cái đèn, mình sẽ vào phần layer new light và mình sẽ tạo một cái đèn dạng point point light, được chưa? Cho nó cái intensity là 100. Ta sẽ bấm OK. Với cái đèn này thì mình sẽ bật cái chế độ xem 3D lên. Được chưa? Và mình sẽ sử dụng cái chế độ xem 3D này để chúng ta canh chỉnh cái vị trí rồi. Và mình cũng sẽ sử dụng cái đèn này để chúng ta tạo cái shadow
cho cái vật thể 3D của chúng ta luôn ha. À, ở đây thì mình sẽ vào phần point light và select cái đèn point light của chúng ta xuống phần light option và mình sẽ bật cái cast shadow là on. Sau đó thì mình sẽ vào trong cái quay trở lại plugin element, mình vào scene setup. Và ở đây thì mình sẽ tạo thêm một cái tấm plane nữa. Được chưa? Tấm plane này sẽ được dùng để làm cái cast shadow, cái shadow mesh shadow cho cái vật thể 3D của chúng ta. Mình sẽ scale cái tấm plane này lên. Và đơn giản là chúng ta sẽ xuống cái mình sẽ vào cái material của cái tấm plane mới này, mình sẽ xuống phần advanced và mình sẽ check vào cái mesh shadow. Thì cái tấm plane nó sẽ biến mất nhưng mà nó sẽ được dùng để nó hứng cái shadow của vật thể 3D của chúng ta. Và việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xuống phần render setting vào phần shadow, chúng ta sẽ enable cái shadow lên. Và mình sẽ chuyển cái shadow chúng ta thành ray J, được chưa? Và sau khi chúng ta đã có cái shadow thì mình sẽ tùy chỉnh cái hướng của cái đèn để chúng ta có cái shadow nó hợp lý với cái vị trí của đèn ở trong cái scene của chúng ta. Thì các bạn có thể quan sát cái shadow của các cái vật thể thật ở trong cảnh quay thì chúng ta thấy cái hướng của cái shadow ha. Mình sẽ kéo cái đèn lên để cho cái bóng nó cao hơn. Được chưa? Và các bạn thấy là shadow ở trong cái cảnh quay này vì cái ánh sáng nó khá là ambient cho nên là các bạn thấy là nó sẽ cái shadow nó rất là mềm. Ở đây thì mình sẽ tạo cái shadow mềm đó bằng cách là chúng ta sẽ quay trở lại select cái point light của chúng ta xuống phần shadow darkness, mình sẽ giảm cái shadow darkness xuống. Và mình sẽ tăng cái shadow diffusion lên. Được chưa? Khi mà chúng ta tăng cái shadow diffusion thì các bạn thấy để ý là chúng ta sẽ có noise nó xuất hiện ở trong cái shadow của chúng ta ha. Thì để khắc phục cái điểm đó chúng ta sẽ quay trở lại cái mục render setting của element trong phần shadow và mình sẽ tăng cái shadow sample lên khoảng tầm 5. Các bạn sẽ thấy là cái shadow của chúng ta bây giờ nó sẽ mượt hơn rất là nhiều, được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa thì có một điểm mà mình muốn lưu ý các bạn đó là sao, đó là cái vật thể 3D của chúng ta đó thì bây giờ mặc dù là cái vật thể 3D chúng ta nó có cái material như là thủy tinh rồi nhưng mà khi các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn qua cái ly của chúng ta đó thì những cái vật thể đằng sau nó không có hề bị distort, nó không có cái khúc xạ trong đó, được chưa? Thế thì để mà giả lập cái tính chất khúc xạ đó thì chúng ta sẽ thực hiện một cái trick. Ở đây thì mình sẽ duplicate, đầu tiên mình sẽ duplicate cái layer element của chúng ta ha. Mình sẽ đặt tên cho nó là refraction, được chưa? Một điểm cần lưu ý đó là vì chúng ta duplicate cái layer element cho nên là cái layer refraction chúng ta nó sẽ cũng y chang, nó cũng sẽ là cái vật thể 3D của chúng ta và nó cũng sẽ chịu tác động của cái group null ha. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một khi mà chúng ta di chuyển cái group null này đúng không thì cả hai cái layer element và refraction nó sẽ đi chung với nhau, được chưa? Rồi, và với cái refraction này đó thì mình sẽ quay trở lại trong element scene setup và mình sẽ ở đây thì mình sẽ tắt cái tấm plane model đi ha, tại vì chúng ta không cần cái shadow cho cái layer này. Thì ở đây thì mình sẽ select cái material của cái ly của mình. Chúng ta sẽ xuống phần advanced, fog opacity đúng không? Và mình sẽ bỏ cái fog opacity này đi, tức là mình sẽ cho nó là 100%, được chưa? Tức là chúng ta sẽ không có cái độ trong suốt. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ dùng cái layer refraction này để chúng ta làm cái mesh cho cái hiệu ứng displacement của chúng ta. Chúng ta làm như thế nào thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái solid, mình đặt tên cho nó là display
main map, được chưa? Mình sẽ solo cái layer display main map này. Và sau đó thì mình sẽ vào phần effect. Trong phần noise and grain mình sẽ áp dụng cái turbulent noise. Và trong cái turbulent noise mình sẽ áp dụng cái swirly. Được chưa? Mình sẽ giảm cái complexity xuống. Mình sẽ tăng contrast lên ha. Mục đích là để tạo ra một cái map trắng đen, được chưa? Có cái độ tương phản cao giữa màu trắng và màu đen để làm cái map displacement cho chúng ta. Và sau đó thì mình có thể vào phần transform, chúng ta có thể scale cái noise này lên một chút. Thì sau khi chúng ta đã có cái displacement map này thì mình có thể tắt cái layer displacement map này đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào phần layer, chúng ta new, chúng ta tạo một cái adjustment layer. Với cái adjustment layer này ha, thì mình sẽ áp dụng cái plugin là distort displacement map. Và trong cái effect displacement map này, ở phần displacement map layer thì mình sẽ lựa chọn cái layer displacement map của chúng ta, được chưa? Và sau đó chúng ta có thể tùy chỉnh hai cái thông số là max horizontal displacement và max vertical displacement để chúng ta các bạn có thể thấy cái hiệu quả của nó. Ở đây thì chúng ta chưa thấy được cái hiệu quả là tại vì khi chúng ta select cái layer displacement map này đó thì cái layer này thực ra nó chỉ là một cái solid hay mà chúng ta áp dụng cái turbulent noise lên đó. Cho nên nếu mà chúng ta select không như thế này nó chưa có hiểu, chúng ta phải qua bên cái ô sụt này nè, chúng ta bấm vào và chúng ta chọn là effect and mask thì nó sẽ lấy cái effect của cái layer đó vào luôn ha. Thì các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của cái displacement map ngay lập tức. Đó là sao? Đó là nó sẽ làm biến dạng cái background phía sau của chúng ta, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta không muốn làm biến dạng toàn bộ cái background phía sau của chúng ta, mà chúng ta chỉ muốn làm biến dạng cái khu vực nào ở bên trong cái ly thôi. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái refraction nè, cái layer refraction hồi nãy của chúng ta đó, để chúng ta làm cái track mat cho cái layer adjustment này. Thế thì bây giờ mình sẽ vào phần track mat, mình sẽ chọn là alpha mat, được chưa? Thì các bạn thấy là bây giờ cái layer adjustment của chúng ta nó sẽ chỉ tác động đến cái khu vực phía bên trong cái ly của mình thôi, đúng không? Ở đây thì mình sẽ vào quay trở lại cái element setup. Mình sẽ giảm cái opacity của cái ly xuống một chút ha, cho nó trong hơn, chúng ta dễ quan sát. Rồi. Thì các bạn thấy là như vậy chúng ta đã giả lập được cái tính chất khúc xạ của những cái đồ vật thủy tinh, đúng không? Và một cái hay nữa đó là bởi vì hai cái layer là element và refraction của chúng ta là nó cùng có một cái group null. Cho nên bây giờ cho dù là các bạn thay đổi vị trí của cái ly đến cái chỗ nào đi chăng nữa thì cái refraction của chúng ta nó cũng đi theo và nó sẽ được sử dụng để làm cái mat cho cái adjustment layer của chúng ta và sẽ làm cho cái background của chúng ta nó bị biến dạng, được chưa? Y như là đây là một cái ly thật, được chưa? Các bạn thấy rõ ràng cái background phía sau nó sẽ làm biến dạng các cái vật thể bên trong của cái background của chúng ta, được chưa? Mặc dù là chúng ta di chuyển cái ly này đến cái vị trí nào đi chăng nữa. Rồi, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện xong cái việc chúng ta áp dụng cái material cho cái ly, một cái đồ vật thủy tinh, đồng thời cũng là sử dụng cái trick để mà giúp chúng ta tạo ra cái tính chất khúc xạ cho cái vật thể thủy tinh của chúng ta ha. Ở đây thì mình có thể tắt cái USCOM line đi, chúng ta có thể tùy chỉnh thêm một chút, mình tùy chỉnh thêm một chút về cái ánh sáng cho cái scene của chúng ta, được chưa?
Rồi, bây giờ thì nếu mà muốn tùy chỉnh thêm một chút, chúng ta có thể, tại vì các bạn để ý thấy là cho cái vật thể mà trong cảnh quay thật này đó, thì nó có cái reflection ở trên cái bàn. Thì ở đây thì chúng ta cũng có thể thực hiện cái việc đó. Ở đây thì mình sẽ duplicate cái layer element của chúng ta lên, và mình sẽ đặt tên cho nó là reflection. Được chưa? Mình sẽ đặt nó xuống dưới cái element. Và trong cái layer reflection này mình sẽ tắt cái shadow đi. Chúng ta không cần cái shadow. Được chưa? Và mình sẽ solo cái layer reflection này. Và với cái layer này thì chúng ta sẽ vào phần effect, chúng ta dùng cái plugin rất là đơn giản của VideoCopilot, đó là VC Reflect. Cái plugin này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các cái reflection 2D cho các cái vật thể của cho các cái gọi là cái video cái layer của chúng ta ha. Và ở đây trong cái plugin VC Reflect này thì chúng ta sẽ sử dụng cái floor position để chúng ta chọn cái vị trí của cái reflection, được chưa? Mình có thể dùng cái skill để chúng ta thay đổi cái độ nghiêng của reflection. Chúng ta cũng có thể dùng cái reflection distance để giảm cái độ xa của reflection. Chúng ta có thể tăng cái blur của reflection lên. Ở đây thì mình sẽ dùng cái phone off. Mình sẽ giảm cái blur xuống một chút. Và cuối cùng thì với cái blend style chúng ta sẽ chọn là reflection only. Chúng ta chỉ lấy cái reflection thôi ha. Thì sau khi xong tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể bỏ solo cái layer reflection này, và chúng ta có thể tùy chỉnh lại về cái vị trí của cái reflection của chúng ta sao cho nó hợp lý. Được chưa? Thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có cái reflection rất là nhẹ, nó sẽ hắt lên trên cái bàn của chúng ta. Chúng ta có thể giảm cái blur xuống một chút. Rồi thì như vậy là một số cái tùy chỉnh nó sẽ giúp chúng ta tăng cái tính thực tế cho cái cảnh quay. Chúng ta có shadow, chúng ta có reflection, và như các bạn thấy là chúng ta sử dụng cái trick displacement map sẽ giúp chúng ta tạo ra cái tính chất khúc xạ cho cái vật thể thủy tinh của chúng ta. Rồi, như vậy là cái tutorial ngắn này đã kết thúc ở đây. Hy vọng là các bạn cũng có được những cái kinh nghiệm kiến thức mới từ cái tutorial này ha. Và các bạn có thể download cái file project cũng như là các cái plugin mà mình cung cấp ở trong phần description của cái video. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.